Just a kid growing up in a small town. All I ever really needed was my crew around. And sweatpants, no fear on the t-shirt. Basic kids, but we always had a chauffeur. I found my ride or die for life. So I'm holding on, 'cause I've got you, baby. 'Cause I've got you, baby. When I first met her, when about 10 years prior, we were friends in, you know, in college, in undergrad. College. Yeah. Okay. So you know, we just kind of had like a thing going, and then you know, what caught me was, you know, her smile. And kính thưa quý ông bà cùng toàn thể quý vị, đến tuổi trưởng thành do lương duyên gặp gỡ và như người gặp được người trong mộng, trong mơ của tuổi thiếu niên, hai cháu Nguyễn Thế Trung và Hoàng Thị Ngọc Quỳnh đã dành tình cảm cho nhau ngay từ buổi ban đầu lưu luyến ấy. Nhớ mãi những tháng ngày từ ngày xưa, đôi ta chung nón, đôi ta chung đường, và cả hai cháu đã trở thành người yêu lý tưởng của nhau, bên nhau chẳng xa rời. Nguyễn Thế Trung lấy em Hoàng Ngọc Quỳnh là vợ và sẽ hứa lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em Hoàng Thị Ngọc Quỳnh nhận anh Nguyễn Thế Trung làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt cuộc đời. Oh,
searching for a path to follow. My